kính thưa quý vị, nguyễn xuân nam xin trân trọng chào quý vị và sau đây là cuộc nói chuyện với chúng tôi từ california với học giả đỗ thông minh từ tokyo. xin chào anh minh thưa anh. dạ yeah. vâng và xin chào tất cả quý khán thính giả và chào anh nguyễn xuân nam. thì yeah. thưa quý vị là tình hình ở tại việt nam vẫn rất là dữ dội, yeah. sao động vẫn tiếp tục sao động những tin tức yeah. nó tùm lum hết. Mình bắt đầu vào cái tin gì trước thưa anh? À, thưa anh cái vấn đề nổi cộm nhất vẫn là vấn đề vấn đề Võ Văn Thưởng à, thì uh, bây giờ nhìn lại đó ông sinh năm 1970 tức là năm nay uh, 54 tuổi à, và coi như một trong những người rất là trẻ mà nắm cái vai trò coi như là chủ tịch nước. thì uh, cũng có người uh, cho rằng là có lẽ vì không có người khác cho nên phải đưa ông lên và người ta đều cho ông là coi như là cánh tay mặt uh, của ông uh, nguyễn phú trọng còn cái, cánh tay cái trái là tô lâm Đó, theo xưa xưa giờ tin đồn là như vậy thế thì như chúng ta biết là bất thình lình thì uh, có cái tin là ông thưởng sẽ từ chức và cuối cùng từ chức thiệt thì nó có hai giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đảng viên và thứ hai là giai đoạn đại biểu quốc hội thì uh, ông ta là chủ tịch nước cũng do quốc hội bầu uh, cho nên là ngày uh, coi như ngày 10, 10, 13 đó đó là chính thức cái uh, uh, đại hội uh, nhân sự đảng đó, thì là coi như uh, ông làm đơn rút lui đó mà có rút hết tất cả mọi chức vụ kể cả chủ tịch nước uh, và rất nhiều, nhiều chức vụ khác nữa thì tất cả là trở về coi như là tay trắng đó, đó gần như là bị xóa sổ luôn thì uh, uh, sau đó thì ngày uh, 20 thì coi như là bên quốc hội họp thì uh, quốc hội cũng bỏ phiếu kín À, coi như đã à, chất phế ông à, trong cái vai trò chủ tịch nước à, và à, song song với đó, đó thì à, có một à, người nữa tức là à, bí thư của Vinh à, tức là bà bà bà, bà, bà là, Lan cũng là tên là Lan là, là. À, thì à, bà này à, cũng là vì vấn đề à, tham nhũng à, cho nên là, là coi như đã à, bị coi như à, cách chức à, coi như, à, tước quốc tịch đảng luôn là không còn làm gì hết là hai người nó dính cùng chung một cái vụ anh đó là cái vụ xây uh, một cái uh, xa lộ ở phía nam sông trà khúc đó ở quảng ngãi uh, thì cái uh, tiền uh, tổng cộng uh, chi phí là khoảng một ngàn tỷ uh, đồng việt nam uh, và coi như là uh, một người thân trong gia đình ông ta uh, đã đứng nhận một cái món tiền uh, hối lộ đó À, món tiền hối lộ đó, đó là khoảng 60 uh, tỷ dùng để xây cái nhà tổ uh, cho ông võ văn thưởng thì uh, lâu nay cái rơ mà chúng ta thường thấy đó là một số những cánh lãnh đạo cao cấp tiền bạc rất là nhiều thì ngoài vấn đề xây biệt phủ siêu biệt phủ còn có vấn đề xây nhà tổ nữa mà cụ thể nhất là nguyễn tấn dũng nguyễn tấn dũng bỏ số tiền uh, cũng uh, là, là là cỡ một triệu rưỡi đô la khoảng đó để xây cái cái nhà tổ thì người ta cho rằng là bây giờ là võ văn Thưởng là bắt trước. À, Nguyễn Tấn Dũng cũng xây nhà tổ mà số tiền này đó là lấy ra từ cái tiền mà của công ty uh, Phúc Sơn uh, khi mà chúng cái thầu xây cái uh, xã lộ đó đó thì uh, đã uh, coi như là tặng uh, cho mà uh, cái một người bà, bà con của ông uh, Thưởng là 60.000 660 uh, uh, 60 tỷ tức là tương đương với 2,4 triệu. Đó đó là ông hậu pháo là chủ tịch của cái công ty đó, đó đã uh, trao cho ông hoàng tức là người uh, anh họ của ông thượng và dùng số tiền đó để xây nhà thờ tổ cho ông thượng và chuyện đó đã xảy ra từ năm 2012 tức là tới nay 12 năm rồi thế bây giờ nó mới khui ra và nghĩa là lùm xùm không lâu là chỉ từ, từ lúc mà tin bắt đầu nó xì ra thì à, độ một tuần sau là chính thức ông ta mất chức. trong khi đó nếu mà mình xét sơ về cái lý lịch võ uh, văn thượng thì nó có một số điểm đặc trưng là như thế này, tức là trong tất cả các chức vụ của ông ta hầu hết đều thấy là ông còn trẻ so với cái chức vụ của ông ta. có lúc thì ông làm tới trưởng ban tuyên giáo luôn, đó và những cái lời ông nói đó thì tương đối là có vẻ nghĩa là bài học đạo đức à, vậy thôi chứ không có đưa ra những đường lối chính sách đột phá mà chỉ khuyên đảng viên thế này thế kia thì mới đây mới đây ông vừa mới nói mới đây chừng là tám tháng ông vừa mới nói nếu mà dính vào tham nhũng á, thì sau này có chết ngủ cũng không yên đó thì cái này nó lại vận vào đúng ông à, tới bây giờ là đúng là vai trò của ông là coi như ông bị mất chức vì cái vấn đề tham nhũng tức là không phải là trực tiếp bằng một số tiền trao cho ông theo những tin mình biết được còn những chuyện khác nữa nhiều nữa thì từ xưa giờ, th giờ thường tất cả những tin tức như vậy đều là tin mật hết mình không biết, mình chỉ biết những gì mà họ đưa ra thôi. Thì đó là vấn đề xây nhà thờ tổ thì cái số tiền là 2,4 triệu đô la mà coi như người bà con là ông nhận. Đó còn bây giờ xây cái đó hết bao nhiêu tiền à, thì cái chuyện đó mình cũng chưa biết, không thấy có một cái uh, bản uh, điều tra và uh, báo cáo chi tiết nào được công bố hết Mình mình chỉ biết khái lược như vậy thì từ xưa tới giờ đó ông võ văn thưởng á hay có cái tin đồn là con của ông võ văn kiệt tại vì cùng họ võ và được lên nhanh chóng êm xuôi và có thể nói là, là, suốt cuộc đời chính trị của ông ta dường như cũng không có đụng chạm đó thành ra anh đi lên xuôi lắm thì người ta mới nghĩ rằng là bảo là con ông kiệt thì mới 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 có nghĩa là hạt giống đỏ đó thì khoảng, khoảng thái từ đỏ thì mới lên như vậy nhưng mà, nhưng mà tin tức chính thức thì cho biết là không phải ông thì không phải là con ông kiệt À, ông Kiệt đó thì có vợ và năm con. À, và gia đình của ông đó thì trong một cái chuyến đi à, coi như là là à, bị uh, oanh kích. Đó, bị oanh kích chết thành ra vợ con ông chết. Thành ra sau này bà lấy vợ 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 hai là bà Phan Lương Cầm. Bà Phan Lương Cầm này đó thì sinh năm 1943 à, và du học ở Nga. Đó. Thì sau à, sau này là lấy thì có một dạo thỉnh thoảng lúc mà ông kiệt còn làm thì thỉnh thoảng thấy bà xuất hiện thôi còn khi mà ông kiệt chết rồi cho tới bây giờ thì không thấy ai nhắc tới cái vụ bà lương cầm này nữa thế thì à, đây là một cái nguồn tin cũng không có chính thức lắm tức là lúc bà lương cầm này du học ở bên nga đó thì học về một loại về hóa thì bà đã quen một cái ông khác cũng du học ở bên nga và có thể là hai người có quan hệ với nhau rồi sau này bà này mới lấy À, ông Võ Văn Kiệt. À, cho nên là người ta lại nghi rằng là Võ Văn Thưởng không biết là, là con của bà này hay là con của là cái cái ông bố trước của bà này. Thì bà này á, sinh năm 43 mà ông Thưởng là sinh năm 70, tức là cách nhau có 17 năm thành ra cái xác suất mà làm mẹ thì cũng không đúng luôn. Đó, tức là tới bây giờ cái lý lịch của ông Võ Văn Thưởng nói chung á, là bí mật À, và chúng tôi muốn uh, diễn lại cả một cái um, một bài nét thôi, cả một cái vở kịch trong cái nhiệm kỳ uh, đảng uh, thứ 13 của thời ông Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng ta thấy rằng là uh, một loạt uh, những nhân vật uh, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, kể cả Chủ tịch nước cũng bị băng. Uh, thì nhà, chắc chắn là nó có cả một cái nhóm nào đó làm việc với nhau trong cái việc mà đưa ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi Phạm Bình Minh À, rồi Vũ Đức Đam à, rồi bây giờ thì tới ông uh, Võ Văn thưởng đó là bốn nhân vật lớn mà mình nghe thôi còn ngoài đó bên chung quanh nữa là mấy chục nhân vật cấp ở ủy viên Trung ương đó thành ra trong khi đó cái đại hội 13 đó là đại hội chú trọng về vấn đề đạo đức tư cách của Đảng viên đó nói rất là nhiều và tưởng rằng nó khá hơn cái đại hội 12 thì không ngờ nó còn tệ hơn đại hội 12 nữa thế thì uh, những người mà bị loại trước đây á, thì đều nói là trách nhiệm chính trị chứ không nói rõ là chuyện gì riêng ông võ uh, văn thưởng thì nó lại nói rõ tại vì từ xưa tới giờ không thấy ông 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 không nắm một cái vai trò trực tiếp uh, điều động những cái gì nó dính tới kinh doanh uh, này kia cho nên gần như cũng không tai tiếng và cũng không nghe là xích mích phe nhóm nào hết thế thành ra đến lúc đùng một cái đưa cái vấn đề này của ông ra đó thì họ mới lại đưa một vài cái chi tiết chứ trong khi đó ông Nguyễn Tuấn Dũng xuống hay là ông uh, Nguyễn Xuân Phúc xuống vân vân Phạm Bình Minh thì chỉ nói tổng quát sơ sơ ông Dũng không nói một lời nào luôn đó thì trong khi vấn đề này thì bây giờ phải chứng minh một người mà gọi là được đào tạo bài bản tức là một hạt giống đó tức là có thể là con một liệt sĩ nào đó một hạt giống được là nuôi nấng và cất nhắc rất nhiều chức vụ quan trọng như chúng tôi trình bày đó đa số là đều quá cái tuổi của ông So với cái tuổi ông khi nắm những chức vụ đó đều là rất là trẻ Kể cả chức chủ tịch nước vừa rồi à, Xưa giờ không có ai trẻ 53 tuổi mà mà mà, mà nắm chức vụ như vậy à, Thành ra người ta nghĩ là như vậy Thế nhưng mà rốt cuộc thì cho thấy rằng là à, Bà Lương Cầm, bà sau này nè Thì bà sinh năm coi như là 43 Mà ông này sinh năm 70 vậy Lúc đó bà mới có 17 tuổi Bà đang du học ở Nga à, Bắt đầu ở Việt Nam rồi đi Nga thì chúng tôi nghĩ là không có cái quan hệ ở lúc đó, anh giá cũng chưa biết thực sự là ông võ văn thường này là con của ai nhưng mà một cái loạt mà bị hạ bệ như vậy đó thì người ta đều đều nghĩ nha là công an vậy thì công an thì đứng đầu là coi như là ông tô lâm đó. người ta nghi ngờ rằng có cái bàn tay của tô lâm và phần nào có cái sự đồng ý của ông nguyễn phú trọng chứ còn bây giờ xác thực như thế nào thì không biết nhưng ít nhất vụ này á, là vụ dính tới cái vụ hối lộ của công ty phúc sơn trong cái việc mà xây dựng cái 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 xa sa lộ ở uh, ở nam uh, sông trà khúc đó, đó. thì uh, là 60 mươi mấy tỷ uh, dùng để vụ đó sau các nguồn tin cho là nó vụ ăn hối lộ lên chia tiền với nhau trong cái vụ mà chia tiền hối lộ căn vụ mà mà xây cái phi trường ở quảng ngãi phi trường cũ của à, mỹ um, là cái nào đúng em? Cái, cái 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 mà mình ghi nhận được là cái vụ uh, vụ uh, phúc sơn xây cái xã lộ uh, ở nam sông trà khúc, dạ. còn cái vụ phi trường thì có một nguồn tin nào đó thì mình chưa có rõ. nhưng mà cái chính thì người phi ta trường nói... em không đọc được báo việt, không đọc được báo của mỹ. à vâng. cái còn thì mình chỉ nghe là cái vụ xây nhà thờ tổ cho Học thường thôi. thì như mình nói đó là nó đưa ra À, không bao giờ đầy đủ hết những cái nhân vật lớn này là tế nhị lắm và chỉ có trường hợp ông thượng này á, là lần đầu tiên mới đưa ra một cái chuyện mà hơi cụ thể một chút tức là gián tiếp dính tới cái vụ mà hối lộ của công ty phúc sơn à, còn những người khác như như là, là Nguyễn Tân Dũng, uh, Nguyễn Xuân Phúc hay là Phạm Bình Minh thì anh thấy không có một cái sự kiện nào hết đó nó chỉ nói là trách nhiệm chính trị chung chung thôi còn riêng trường hợp này là dù sao nó cũng còn đưa ra được một chút sự kiện thì để có gì coi kỹ lại về cái tin về cái vấn đề đấu thầu ở phi trường như thế nào. Thì thưa với anh á, cái vấn đề tộc quát thì ai cũng đã biết rồi, từ ngày nó thành lập nó, nó Đảng Cộng sản cho tới bây giờ 90 năm cũng vậy thôi. Tức là trả lương quá ít và lại dung dưỡng đảng viên mà trung thành. Thí dụ như những ngay cả những cái tên mà nó gây ra cái vụ mà cải cách xuống đất ra anh, sau này tên tuổi những cái tên đó đó, Nguyễn Lương Bằng hay gì v.v. đặt ở Hà Nội đó anh ạ. À. Đó, lúc là lúc mà ông Hồ khóc rồi xin lỗi rồi rồi sửa sai thế nhưng mà những cái thằng đó là sai là sai với nhân dân chứ còn đâu có sai với Đảng nó thi hành chỉ thị Đảng cho nên tất cả ba bốn tên cầm đầu đó kể cả trường Trinh nữa đều là có tên tuổi đặt làm tên đường hết á như vậy, theo vậy anh nói, anh, ông nói... cái vụ phi trường anh nói rõ hơn chút được không yeah. Em có đọc thoáng trên báo Mỹ thôi à Vâng thì báo Việt thì mình chưa thấy thôi không biết có hay không nhưng mà cái chính là nó nhắm vào cái vấn đề mà xây cái xa lộ ở phía Nam sông Trà khúc đó quý vị đánh vô cái Google là nó ra cái cảnh một cái 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 đường vòng ở ven biển yeah. vấn đề thì, chính uh, mà mình cái vấn đề chính mình nói một số lần nữa vấn đề không ăn hối lộ mới là lại thì thằng nào có hối lộ trăm thằng đúng trăm thằng không yeah. thằng nào, vô tội chỉ có là chưa vấn giờ, đề hoa hối lộ và vấn đề vì sao nó đưa ra thưởng ra vào lúc này đó thì mình nghĩ rằng nó cả một cái âm mưu từ cái vụ nó xử nó xử ông phúc xong rồi nó lại xử tới ông thượng nữa thấy không thành ra rõ ràng là có một cái, tại vì bao giờ cũng vậy hết với cái bộ mặt lãnh đạo bao giờ cũng phải tô cho đẹp và giữ cho vững đằng này cái ghế đó nó như bị ma ám vậy lên chút xíu rồi xuống lên chút xíu rồi xuống thành ra nó là cái sự tranh chấp nội bộ tại vì nếu mà nói mà đảng mà không có chỗ có chỗ cấm thì tại sao 10 10 năm rồi mới 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 mười năm rồi mới lôi vấn đề này ra đó mà lôi ra một cái tất thì... cả những người nó nó đấu hiện nay đó tất dạ. cả những người nó đấu hiện nay về mặt chính trị cũng là ông dạ. phúc và ông ông thưởng người dân từ vị tuyến 17 bảy nam dạ vâng ông 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 là từ dân miền Nam hết rồi yeah. kinh tế đã đấu đấu vụ Tân hoàng minh và bà trương mỹ lan cũng là dân miền Nam thì yeah. anh có nghĩ là hiện nay nó có đang chiến dịch từ thanh trường Và tiêu diệt miền Nam không? À, nó cũng có ít nhiều anh nhưng mà nó cũng thay đổi từng thời cái thời mà đầu mà võ à, võ văn thương, à, 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 ông trọng lên đó, là ông chủ trương đó đó tổng bí thư phải là người miền Nam ở à, miền Bắc và phải có lý luận đó thế thì rồi không tham vọng chức vụ vân vân thì những cái điều ông đưa ra nó rất là mơ hồ con người là con người một người miền bắc mà có học hay là một người miền bắc không học thì cũng là người miền bắc chứ không phải cứ người miền bắc là giỏi lý luận thấy không mà mà, mà lý cái luận đó, là lý cái, cái gì, đó, cái gì đó, cái đó tự phong thôi đó tự phong chứ làm ông sao chứ nhận được điều đó vâng với vai trò mà tổng bí thư mà đưa ra những cái, cái, cái khẩu hiệu mà để mà uh, cho là đảng viên tốt đó thì thấy rõ ràng là nó mơ hồ và kết quả là rõ ràng đó, đó đại hội 13 như chúng tôi chưa trình bày đó, tới nghĩa là khoảng khoảng ba ba ông uh, ủy viên bộ chính trị mất chức thì như thế nào? đó thành ra rồi chưa kể là các bộ trưởng cũng thay một loạt, đó, thành ra trong khi đó ông, ông Nguyễn Phú Trọng thì quá già và gần như là gần như thời bỏ nguyên giá cũng vậy người ta đẩy trưng chơi vậy thôi chứ còn thực quyền thì cũng không có gì hết họp đại hội nào tôi thấy ông cũng lên lớp ông giảng đạo đức không à và cái đạo đức của ông thì nó không bằng giá trị cái đồng tiền tất cả bây giờ nó mọi dư luận báo chính thức nói đó là ông võ văn thưởng được đào tạo rất là bài bản nhưng vì vấn đề sai lạc đó, sai lạc trong cái vấn đề mà về vấn đề quản lý đó đó, và kể cả vấn đề là có thể là uh, liên quan tới vấn đề hối lộ, đó tức là không có giữ được mình ở trước những cái cám dỗ, à, cho nên đã đã làm nhiều cái việc uh, sai và bây giờ coi như là nhận trách nhiệm và rút lui hết tất cả mọi chức vụ, thành ra người ta gọi đùa là đây không phải là thẻ đỏ, đó, cái thẻ đỏ là chỉ đuổi ra sân thôi, hoặc là nặng lắm thì cấm hai ba kỳ thôi, còn cái này là thẻ đen tức là bôi đen luôn, bỏ luôn. tức Tôi là những bóng đá tứ quyền thi đấu Dạ, tước quyền thi đấu mà vĩnh viễn đó anh ạ, à. chứ không phải là một trận, dạ, dạ, thẻ đỏ là trận đó thôi, còn cái này là tước quyền thi đấu mọi trận luôn, thì nó có cái vấn đề đó. Dạ. Thì uh, bây giờ đó, theo như cái hai cái tiền lệ kỳ trước đó, thì bà Võ thì Ánh Xuân sẽ là lần thứ hai lên làm quyền chủ tịch nước, tức là trong khi chờ đợi họp để mà, bầu người mới đó tại vì nguyên cái thủ tục mà để hạ một người nó cũng mất công nhiều thứ thì bây giờ là xong rồi thì vấn đề chọn người mới thì chọn như thế nào thì người ta cho rằng là ông Vương Đình Huệ cũng có thể tức là ông đang là chủ tịch quốc hội và cũng có thể là đại tướng Tô Lâm trước đây á, thì cái chức vụ mà mà ông Nguyễn Xuân Phúc nhường lại thì có nhiều nguồn tin đã đề nghị là Tô Lâm rồi nhưng mà có tin là Tô Lâm không 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 muốn nhận cho nên là mới giao cho võ văn thưởng đó là đó là tin trước đây còn bây giờ người ta cho rằng là bây giờ các địch thủ là loại hết rồi thời gian có vẻ chín mùi thì cái người nắm thế lực nhất là tô lâm đó thì thì có thể là tô lâm sẽ lên nhưng mà tô lâm thì bị cái tai tiếng cái vụ nặng nhất là năm 2017 bắt cóc trịnh xuân thanh đó thì lúc đó là tô lâm cũng có mặt ở bên đó anh biết làm sao mà nó đưa đưa trịnh xuân thanh lên máy bay được không máy bay ừ. là mượn máy bay của của dường như lúc đó là năm tư thì phải mượn máy bay của năm tư tức là phái đoàn Việt Nam mình đã qua công tác ở bên đó rồi xong đó có một ông trung tướng nữa đi với một nhóm uh, qua Đức để mà lo cái vụ bắt cóc thế thì bắt cóc xong á thì đây là rất nhiều người khen tức là hay quá nó làm ngọt quá ngọt ru à nhưng mà sau này bắt đầu tin tức nó lộ ra tin tức nó lộ ra thì anh biết mình ghi nhận là khoảng 20 điểm sơ hở 20 điểm sơ hở đó thì thì cái sơ hở quan trọng nhất là gì anh bắt một người thì anh phải có xe anh chở chứ đúng không mà nó là chỉ là phái đoàn từ Việt Nam qua thôi nó đâu có xe riêng mà không lẽ lấy xe tòa đại sứ đi bắt cóc cho nên nó thuê xe của những cái hãng xe ở chỗ chợ Đồng Xuân đây là cái chợ mà việt việt kiều mà tổ chức ở bên đó là lớn lắm thì có cái hãng nó cho thuê xe thế thì thành ra lấy cái xe đó lái chở uh, từ Đức đó bắt cóc vô tòa đại sứ giải quyết một số việc xong rồi mới lại đi tiếp đi tiếp đi tiếp qua tới 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 dường như là năm tư hay là tiệp gì đó rồi mới mượn máy bay thì ông, ông, tô lâm mới nhân danh mình là bộ trưởng công an có công việc gấp phải đi nga cho nên xin mượn máy bay thành ra à, bên kia cuối cùng là đồng ý cho mượn máy bay bây giờ làm sao đưa trịnh xuân thanh lên anh thấy không thành ra cái vấn đề là khi mà đưa lên máy bay á thì nó dìu trận xanh xanh nó nói là tại tối qua nhậu nhậu quá thành ra nó say xỉn nó tới giờ chưa tỉnh thành ra tụi kia đâu có nghi ngờ chứ bây giờ tự nhiên một người say lại một người mà mà, mà, mà bắt cóc làm sao anh đưa lên đường nếu mà nó tỉnh đúng không Đấy. Đó thì cho anh này thuốc ngủ đó rồi xong rồi dìu lên nói là tại hôm qua nó nhậu say quá cho nên tới giờ chưa tỉnh dìu lên với bay thành ra tụi tụi ở bên kia không nghi ngờ gì hết cho đến khi nó bay về tới quý ba rồi nó về tới hà nội rồi đó thì lúc đó là o -xin là cái người đưa tin nó lên đầu tiên này ông ô đó. á đã viết cái, cái, cái cuốn mà bên thắng cuộc huy huy đức huy đức nhà yeah. ông này ông mới đưa cái tin nó lên đầu tiên ông nói ủa sao trịnh xuân thanh đã về rồi mà dư luận ê, im lìm không ai nói gì hết thế này lúc đó có một ký giả mới vậy thấy vậy mới hỏi tô lâm là cái tin trịnh xuân thanh về có không à, ông tô lâm ông trả lời là ông chưa nhận được tin tức là Chàng, chàng là chủ mưu cái đó nhưng mà vờ như tôi không có biết gì hết đó. Chưa, chưa nhận được tin thì một hai ngày sau nữa mới bắt đầu tin thì trước đó nó đã có cái tin là chính nguyễn phú trọng tuyên bố là không trốn được đâu nhất định sẽ bắt về một mặt đó thì tuyên bố là tôn trọng luật pháp quốc tế một mặt chính nguyễn phú trọng dùng cái từ sẽ bắt về rồi sau đó tô lâm cũng nói tương tự như vậy là hai người nói xác nhận sẽ bắt về nhưng mà khi về đến nơi rồi thì lại bảo là ở Trịnh Xuân Thanh nó ra đầu thú thì cái chuyện đó không ai tin hết. Bây giờ Từ, số bằng Thanh có tin nhiều không? Thanh này dường như bây giờ là tù 30 năm nữa anh. Đó, tù tù 30 năm nữa. Ra tòa thì uh, là, 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 xin lỗi bác Trọng này, này kia. Và tù 30 năm bởi vì ông hai ba tội lận chứ không phải một tội. Đó, cũng là trong cái nhóm tham, tham ô thụt két về cái vấn đề mà uh, hãng dầu hỏa của Việt Nam đó. và Trịnh Xuân Thanh này là cái người đưa ra cái con số là dầu hỏa hút lên á từ mấy chục năm nay rồi từ thời võ văn kiệt cho tới bây giờ ba mươi phần trăm là bán dầu tức là không vô sổ sách bán ngoài sổ sách đó bán không có giấy tờ chứng từ gì hết thì thường thường là những có thể là tụi hồng kông, đài loan hay, hay hay tàu thì nó mua mấy cái đó và nó trả bằng đô la. thì sau khi mà bơm dầu và trả tiền thì những con lớn từ việt nam đó đi trực thăng từ miền trung ra cái, cái cái những cái tàu đó lấy sách tiền về đó là theo như trịnh xuân xanh tố tố à. mà từ mấy chục năm nay là từ thời võ văn kiệt à. thì thưa quý vị tóm lại là à, bây giờ hôm trước chúng tôi cũng có nói sơ rồi đó là từ thời mà à, coi như là trần đại quang đại tướng ở bên công an nhảy qua làm à, coi như là à, chủ tịch nước thì chức thì coi như là cao hơn nhưng mà thực quyền thì không có bao nhiêu hết đó chủ tịch nước thì chỉ có một cái ban tiếp tân chuyên môn để tiếp đãi chào đón này kia thôi còn nếu mình là công an thì coi như là nắm lý lịch của tất cả mọi người hết thì trần đại quang tự nhiên bị bệnh lạ à, quý vị thấy cái tại sao lại có bệnh lạ một cái bệnh mà chưa bao giờ ai bị sao thành ra người ta nghi là vấn đề anh ta bị đau đầu người á, vừa to lớn mà về sau này thì rất là gầy và đã đi chữa bệnh ở nhật mấy tháng mấy lần rồi và những cái lần sau cùng mà tôi thấy á, mặt nó chết phấn anh tức là đàn ông nhưng mà phải chết phấn vì sao quá gầy quá xanh xao đi đó cho nên rằng là ông tiếp cái lần cuối cùng ông tiếp là một viên chức của tàu qua nói chuyện thì ông tiếp hôm sau đùng một cái là tin ông chết đó, đó tức là chàng chết cũng bị bệnh nhưng mà chết là bất đắc kỳ tử chứ không phải là từ 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 vẫn như võ nguyên giáp là, là nằm bệnh viện mấy năm trời rồi mới chết còn ông này đó sau khi đi chữa bệnh về thì vẫn còn xuất hiện nhưng mà uh, ít thôi rất là ít xong rồi đùng một cái là tin ông chết thế thì trần đại quang là năm 2018 thì tới giờ tới nguyễn phú trọng lên nguyễn phú trọng đã từng là tổng bí thư thì bây giờ kiêm thêm chủ tịch mà nguyễn phú trọng trước đó đã nói một cái câu rồi ông là bí thư mà lại kiêm chủ tịch ông to quá thì ai kiểm soát được ông câu này nó bận vào nguyễn phú trọng cũng như là cái câu của võ văn thường nói đó nếu mà dính tới tham nhũng thì chết cũng không có có yên đó thế thì bây giờ võ văn thường cũng dính cái câu của chính mình nói luôn thế thời nguyễn phú trọng thì vì tình trạng sức khỏe cho nên tới cái kỳ đại hội 13 thì chính thức coi như là bầu nguyễn xuân phúc đó là năm 2023 thì nguyễn xuân phúc làm mới được có hai năm mấy thôi thì coi như là đột nhiên là bị từ chức mà cái tin này thì do uh, cô gái đồ long đưa ra đó, 4 bốn ngày sau là coi như uh, nguyễn xuân phúc từ chức và cái vụ võ văn thưởng này cũng là cô gái đồ long đưa ra nhưng mà cô dùng cái hình thức là đội bóng thôi nói là đội bóng qua quảng ngãi này kia uh, có một tuyển thủ số 7 mà là lãnh thẻ đỏ bị đuổi ra khỏi sân đó thành ra nói như vậy thì ai cũng hiểu người trong cuộc là người ta hiểu hết là muốn nói ai thì cái cô này bây giờ cũng trở thành một cái ẩn số cô cũng từng đăng một số tin mà cũng bị cảnh cáo đã, cũng bị nhà nước cảnh cáo chứ không phải không tại vì cô biết những cái tin cung đình mà cô đưa ra đó thì kỳ này cô cũng đưa ra và cuối cùng thì đúng như vậy tức là thành ra mình thấy lạ là tại sao chuyện cung đình như vậy không phải do nhà nước đưa ra rồi mà lại là do một cái người có vẻ rất là bình thường lại một phụ nữ nữa à, mà cô đưa rất là đúng không có sai gì nào hết Đã, thế thì sau võ văn thưởng thì đương nhiên phải có một người kế nhiệm thì có thể là vương đình huệ hoặc là tô lâm thì trước đây đó, chính tô lâm đã từng, từng chỉ trích vương đình huệ và cho rằng vương đình huệ là có vợ bé và là cô uh, ca sĩ uh, 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 hương tràm đó là đó. cô ca sĩ này thì cô này đó, đang ca sĩ đang hát nổi ở bên việt nam lắm đùng một cái nói là tuyên bố tôi đi du học đó, đi mỹ du học thì cuối cùng là qua bên mỹ xong xanh đôi hai đứa con trai thì người ta cho rằng là chạy qua mỹ để lánh thôi đó lánh cái chuyện bà vợ uh, ghen tương thì, thì mình cũng không biết hư thực tới đâu nó tin việt cộng mà đó thì đó, đó là vấn đề trương đình huệ vương đình huệ thì với cái tình trạng như vậy thì chắc cũng khó lên còn uh, tô lâm uh, thì dính tới cái vụ uh, trịnh xuân thanh thành ra chưa biết là bây giờ người nào sẽ là người thay thế nhưng mà như uh, vừa mới trình bày thì bà ánh xuân đó, đó thì sẽ là cái người nắm cái quyền uh, chủ tịch nước quyền chủ tịch nước thì thường thường chỉ một giai đoạn ngắn thôi trong vòng độ 10 ngày tối đa là 20 ngày gì đó thì nếu mà khi mà đã tìm ra người thì coi như là bà Ánh Xuân trở lại là vai trò phó thành ra bà Ánh Xuân này đã hai lần hai lần có hai người trưởng hai người chủ tịch nước đó là, bây giờ bà làm phó thì bây giờ bà tạm thời coi như là quyền đã, quyền chủ tịch nước yeah. anh anh có dự tính về làm chủ tịch nước không ở chỗ đó nó còn trống không anh mà cái ghế đó nó bị ghế ma ám rồi anh ơi nó bị huông rồi <laughs> ừ. thì bây giờ anh tính coi nha năm năm rưỡi thấy không mà coi như là chính thức đó, là bốn và sắp sửa là năm năm chủ tịch nước đó năm coi Đấy. như trung bình một năm một là trong số đó là ba người đó, bị mất chức trong nhiệm kỳ tức là không phải hết xuống một cách bình thường mà xuống đó, trong nhiệm kỳ còn lại phó chủ tịch uh, quyền chủ tịch nước thì cũng có ba người. Đó, cộng với lại bốn người chủ, uh, chủ tịch nước và một người sắp ra nữa là năm, thành ra tổng cộng là có tám chủ tịch nước. Yeah. Mấy, một cái đầu não nghĩa là gần như là nó bị rối loạn rồi, không còn biết ai là là cái người lãnh đạo nữa mà ai lên bây giờ cũng run hết. <laughs> cái cái ghế đó nó gãy cả nước lúc nào không ai. Yeah. Ừ trong khi đó ừ. ông trọng như chúng ta thấy đó, là nói như là mê sảng rồi không chế độ ta là chế độ ưu việt nhất thế giới đó đẹp mặt chưa đó đẹp <laughs> là, là, là 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 chế độ ta là chế độ ưu việt nhất thế giới đó mà những người nhân ban nhân sự cũng là trọng mà ban văn thư cũng là trọng trọng là sắp xếp cử quyền trọng bây giờ lớn lắm người thì yếu xìu, nhưng mà cái thế có cái thế lớn đó bây giờ cũng giống như bói giáp vậy người ta nể thì thôi để cho thế là từ từ rồi chết già vậy thôi chứ còn bây giờ anh nghĩ ông trọng làm tổng bí thư đến lúc chết không theo mình nghĩ theo mình nghĩ thì có có một năm mấy nữa thôi là năm 2026 phải không đầu 26 thì có thể là chấm chấm dứt đó đầu 26 thì mình nghĩ là từ này tới đó là hết rồi ông ba nhiệm kỳ có vấn đề không phải là ba hay bốn nếu mà ông khỏe mà ông lên từ sớm thì ông vẫn có thể làm nhiều nhưng mà bây giờ cái tuổi ông quá lớn rồi thì mình nghĩ là ông chỉ làm sao cho hết kết cho cái đẹp đẹp là coi như là ông mãn nguyện đó. chứ còn không làm nữa ví dụ như là Putin lần nữa là bởi vì Putin lúc nó lên nó còn trẻ anh anh thấy không nó còn trẻ mà nhiệm kỳ bên đó là 6 năm bây giờ nó là nhiệm kỳ thứ năm đó nhưng mà ông, ông 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 trọng này thì lớn tuổi quá thành ra vì vậy cho nên lên thì chắc không có thể ở, ở, ở quá lâu nữa bây giờ là đã, đã hai lần vượt cái tuổi và cái quy định là làm hai nhiệm kỳ thì ông đã làm ba nhiệm kỳ rồi đó đáng lẽ ông không làm hai nữa mà nó rút cuộc kéo kéo tới ba thì nhà mình nghĩ là với cái tuổi ông thì không thể so với Putin được nếu mà ông trẻ đi 10 tuổi thì ông làm nữa được đó. Dạ. Ừ. sau ông trọng là anh nhìn thấy ai, ai sẽ là người có khả năng thế thế nhất giờ dạ, hơi khó biết anh như mình trình bày đó có thể người ta đưa ra là hoặc là ông Vương Đình Huệ À, hoặc là ông Tô Lâm. Đó. Còn một vài người nữa như là ông Trạc à, chẳng hạn như vậy. À, thế nhưng mà khó đoán. Uhm. Khi được con hơn cha nhà có Phúc, là con tệ hơn cha, không tệ hơn cha thì nhà vô vương yeah, coi như là cái uh, nhiệm kỳ 13 này là cái nhiệm kỳ có thể nói là số người mà bị chạm là nhiều nhất. Yeah. Mà ở đây là coi như là có, đương nhiên phải có quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng có một cái đại hội anh cái đại hội à, à, coi như về, về vấn đề nhân sự đó đại hội toàn những cấp cao để quyết định cái đó thì trong đó có cả ông 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 võ uh, văn thưởng nữa thì coi như là chàng chấp nhận coi như là từ chức đó còn chính thức thì sau đó là ký đơn rồi cuối cùng thì ra quốc hội để, để vote và cái cuộc vote này kín mà nó không công bố con số anh không thấy công bố con số chỉ nói đây là một cuộc họ hữu kín thì không những uh, chất ông này mà chất cả cái bà bà Lan nữa bà uh, Xuân Xuân Lan đó là cũng bị chất đó thì tước hết tước đảng tịch luôn đó là không còn là đảng viên nữa trở thành một người thường và bị bắt giam yeah. xét nhà rồi này kia còn cái nhà của cái tên mà tên mà tên gọi là hậu pháo đó cái tên nhà đó nó là siêu biệt thự này căn nhà của nó là cỡ ba bốn triệu đô la đó. Ừ mà thằng này á, là cũng không có học hành gì hết anh tuổi trẻ nghèo rồi lớn lên rồi mánh mung thôi cũng giống như là giống giống giống, giống như là vũ nhôm vậy đó mánh mung bằng anh thức nghĩa là những cái ừ. công sự công đất công đó Đó, nó, 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 nó là dụ mấy thằng chủ tịch uh, tỉnh bán thì nó là chia tiền đó nó đi lên bằng con đường đó này. trong câu buồn ngôi sao của nguyễn xuân phúc nguyễn rồi, rồi võ văn thưởng bây giờ hai, hai nhân vật cũng đang là trong câu đồng bộ ngôi sao của nhóm đó và tân dạ. hoàng minh với lại bà vạn thịnh phát vì cái dạ. có muốn nói đôi chút về tân hoàng minh và vạn phát không anh à, dạ vâng thưa với anh xin trình bày một chút xíu về vấn đề của tân hoàng minh tên là tân hoàng minh là tức là chủ một cái công ty công ty về dịch vụ anh ạ công ty về dịch vụ về đa số là vấn đề đầu tư hay là xây dựng vân vân đó thì, uh, uh, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong cái vụ án được triệu tập ra tòa này đó thì uh, hôm 19 tháng 3 vừa rồi là tòa uh, đưa ra thì riêng ông uh, chủ tịch của cái uh, Tân Hoàng Minh này á, và người con chủ tịch là Đỗ Anh Dũng và con là Đỗ Hoàng Việt thì ông này nhận tội uh, không có chối gì hết và hứa nghĩa là sẽ uh, đền bù thỏa đáng đó 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 là cái vấn đề tuân Hàng Minh thì bây giờ đó tuân Hàng Minh đó đã coi như đã nộp lại một số tiền ông Đỗ Anh Dũng đó ông đã nộp lại số tiền là hơn tám sáu tỷ tức là tương đương với ba phẩy bốn tỷ đô la Mỹ đó thì coi như là ông uh, coi như là uh, nhà nước đã thu hồi gần đủ cái số tiền này để mà trả lại cho các cái người đóng góp À, thì uh, th thứ nhất là dùng cái giải pháp đó để mà khắc phục uh, hậu quả và hy vọng là cái tội không đến nỗi mà bị tử hình <laughs> yeah. uh, cái, cái vấn đề đáng nói như vậy yeah. hmm. bản chất của, của vấn đề gian lận của tân hoàng minh là gì anh? bản chất gian lận của tân hoàng minh là gian lận về sổ sách giấy tờ đó, tức là sổ sách giấy tờ và vấn đề trái phiếu cũng như là chạy chạy những cái uh, uh, hồ sơ khống khống tức là hồ sơ giả đó, hồ sơ khống để mà uh, lấy tiền đó, thì nhưng mà nó không lớn như cái vụ phản thịnh phát thôi, phản thịnh phát thì lớn hơn nhiều. Đó. vụ này đó là có tám tám sáu trăm tỷ thôi, còn vụ phản Thịnh phát thì tổng cộng là hơn một triệu tỷ. thành giờ cái vụ này chỉ bằng nói ra thì nó có 15 bị cáo anh có 15 bị cáo thôi trong khi cái vụ kia là 86 bị cáo đó. Nó dưới cái hình thức là có những công ty kiểm toán đó anh, những công ty mà nó trách kiểm nó về thuế đó thì coi như là hối lộ cho một số công ty đó để làm đẹp sổ sách, bao giờ cũng vậy, sổ sách mà khi ra báo cáo với cổ đông là đẹp cho nên kêu gọi tiếp tục đầu tư, nhưng mà thực ra là tiền nó rút ruột thì bây giờ thiếu tiền để kêu gọi đầu tư đó là hình thức ừ. như vậy. Thành ra ông này với cái tình trạng như vậy theo chúng tôi nghĩ thì có thể là từ, từ 20 năm tới trung thân. Yeah. Và thì như vậy thì tiền đã thu hồi và để sẽ trả lại cho các thân chủ. Yeah. Chủ nghĩa tư, từ từ bản nó dậy chết là sao nó phát triển rất là mạnh tại Việt Nam vậy anh? <laughs> Tất cả nó nó bằng hình thức hối lộ hết anh ạ, nó đi lên rất mau mà nó xuống cũng rất là mau. theo, bỏ văn thưởng bò bò từ lúc mà gia nhập đảng coi như là cho như là 18 tuổi đi cho tới năm 54 18 tới 54 là 36 năm 36 năm lặn lội theo đảng lên tới đỉnh cao một cái rớt từ trên cao cho xuống càng rớt ở trên cao thì càng đau anh nếu mà anh chỉ là một đảng viên thường hay cấp huyện cấp ủy thôi cấp huyện thôi thì nữa không ai để ý tới nó lướt qua tí là thôi còn anh là chủ tịch nước thì nghĩa là báo chí nó đang rần rần mà chỉ có nhà nước là yên lặng cho tới khi chính thức Thông báo nhà nước ra thì rõ ràng là phê bình ông này rất là nặng chứ không có không có nói nhẹ như mấy ông kia, mấy ông như Nguyễn Xuân Phúc chỉ nói là trách nhiệm chính trị thế thôi. Phạm Bình Minh là coi như là phó thủ tướng thường trực thì chỉ nói trách nhiệm chính trị khơi khơi vậy thôi, không có gì cụ thể. đó Còn ông này thì chỉ trích cụ thể luôn, vi phạm những nguyên tắc về quản lý rồi này kia và coi như là bị mở mắt trước những cái cám dỗ của tiền bạc. đó như vậy trước đây mấy ông hay từng nói là bị cán bộ một số cán bộ thoái hóa bị đầu độc với dùng ý tư bản dạ. thì trong trường hợp ông phúc ông, rồi trong trường hợp ông thượng có bị tư bản đầu độc nha à, dạ vâng thưa anh thì cái cái vấn đề ham tiền thì không cứ tư bản hay là cộng sản ai thì cũng ham tiền nhưng mà xã hội nào thì nó cũng có luật pháp và có đạo đức có một cái tòa án lương tâm và một cái tòa án ở bên ngoài thì thành ra khi mà cái vụ nó lộ ra thì nó bị xử thôi yeah. chứ còn thực ra thì tư bản cũng có những người tham nhũng nhưng mà cái chế độ nó có cái này này thời anh hay thời tôi mình đâu có biết là chế độ tư bản lúc đầu nó như thế nào đúng không mình xem cái phim sạc lô mình biết chút chút thôi nhưng mà nó chỉ là một góc cạnh thôi thế thì mình muốn biết cái xã hội tư bản ngày xưa gọi là xã hội tư bản sơ khai nó man rợ như thế nào thì hãy nhìn tình hình việt nam và tàu bây giờ thì nó là đó đó. Ngày xưa nó là như vậy đó. Tức là nó thiếu một cái hệ thống luật lệ để mà nó ràng buộc và nó không có một cái hệ thống luật lệ để nó tự điều chỉnh. Tự điều chỉnh tức là tự tự chức rồi đưa ra tòa một cái công khai minh bạch. Nó không có cái đó. Cho nên là nó mới luôn luôn là nó dùng bạo lực và dối trá để nó nó để nó hạ bệ nhau. Yeah. Anh biết cái đội Hồng Kông á nó chuyên môn làm phim mà phim mà kiểu mà cái những cái vụ mà, đen thời đen á Yeah. Các bạn ở Hồng Kông với xã hội đen trên phim thôi. Cuộc xã hội đen yeah. thực sự thì nằm tại Đúng. Việt Nam. Cái à. tăng ma, mafia đảng nó kinh hoàng lắm. Ma mafia Việt Nam với tàu anh. Tàu yeah. kinh ma, lắm đấy à. Mafia ma, đảng mà khi cũng... lai đó anh thấy không? Đó, <laughs> kể cả nghĩa là bộ trưởng công an cũng dăng luôn nữa. Thấy không? Cái bộ, bộ, mafia mà đảng nó kinh khủng lắm. Bất kỳ. Nhưng yeah. yeah rồi còn bạn tin phát cái gì mới không anh à, dạ, thưa anh tin Việt Nam thì nó có mấy cái tin nó thôi anh cái vụ uh, Tâm Hoàng Minh là đang xử đó còn vụ phản định phát đó, thì là uh, kiểm, kiểm sát đã tố rồi bây giờ thì hai bên tranh luận với nhau cho nên nó còn kéo dài thì cái bản án cuối cùng đó, trên nguyên tắc là phải thêm chừng một tháng nữa thì chúng ta mới mới biết kết luận của cái vụ vạn thịnh Pháp còn bây giờ tân hoàng minh thì tương đối nó nhỏ hơn nó nó lớn là bây giờ là nó 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 lại đang sử rồi thì người ta chú tâm thôi chứ còn cái số người mà bị liên lụy đó thay vì bên kia là 42 000 bên đây thì có sáu bảy ngàn người thôi nó nhỏ hơn anh cứ nghĩ là vụ vạn thịnh Pháp vụ nuôi heo sẽ thiệt đúng không anh? Cái đó là thường thường nó, nó là như vậy anh thường thường nó như thế này nè. Đúng ra là tất cả các nhóm lợi ích và quan chức đều là cấu kết với nhau từng nhóm nhóm hết mỗi nhóm làm ăn thế thì bên này nhất là bên công an là nó theo dõi hết tất cả theo Việt Nam mình dùng là cũng cứ tỉnh queo dịch dùng điện thoại thôi thì nó nó chú ý nó theo dõi thì biết hết nhưng cái vấn đề là người đó thuộc phe nào và cái phe nào có quyền đọc những cái hồ sơ đó và đưa ra chắc chắn là phải, phải qua tay công an cho nên anh thấy Nguyễn Phú Trọng đó là ủy viên thường trực của bộ thống C công an, anh thì không thể làm ủy viên trưởng được, bí thư đảng bộ được, bởi vì bí thư đảng bộ phải là ông bộ trưởng công an rồi. Nhưng mà một ông, tức là tổng bí thư đảng mà lại chấp nhận vào ngồi trong cái ủy ban uh, trung ương uh, về đảng đó, của bộ công an, anh thấy đây là lần đầu tiên nha, người ta đã chú ý rồi. Đáng lẽ anh bí thư đảng là anh là quyền mạnh nhất rồi, nhưng mà làm sao đảng nó làm hồ sơ nó báo cáo nó báo cáo láo rất là nhiều nó báo cáo theo phe nhóm của nó chính vì vậy cho nên nguyễn phú trọng không tin vào những cái báo cáo của bộ công an mà nguyễn phú trọng nhảy thẳng vào coi như ban thường vụ bộ, bộ công an đó thành ủy viên thường vụ bộ, bộ công an đó là lần đầu tiên thì từ đó hắn mới có thể hắn nắm được những cái, cái chuyện mà bộ công an nắm được yeah. thì cái đó, đó từ đó, đó là hắn xử chứ xưa giờ đâu có mấy khi mà dám đụng tới ủy viên bộ chính trị đâu trong thời của ông trọng này là đủ rất là nhiều cho tới bây giờ tổng cộng trước sau là có thể coi như là bốn năm người rồi ừ. còn ủy viên trung ương với lại hàng ngang với ủy viên trung ương thì cỡ trăm người rồi ủy viên trung ừ. ương không là khoảng ba chục người rồi tướng tá này kia tất cả là hơn 10 người vừa tướng quân đội vừa tướng công an còn bí thư cấp tỉnh thì cũng cả chục người mấy chục người như là vụ đổ hũ ca nào chúng ta biết đó. đó đổ hũ ca cũng bị hạ bệ. Nhà đổ hũ ca cũng là siêu biệt tử. Và có 40 cái sổ đỏ. Yeah. Đó thì uh, theo như cái vụ Tân Hoàng Minh cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là ông ta nộp tiền khắc phục gần như là đầy đủ. Đó, gần như vậy. Nhưng mà tội thì vẫn là tội. Cho nên là được giảm tội thôi. Thành ra theo tôi nghĩ thì ông này có thể ở cái chiếu theo cái vụ mà bạn Đình Phát thì ông này ở cái tầm cỡ là trung thân Đó, hoặc là 20 năm Đó, đại khái như vậy chứ còn ngay cả ở 20 năm hay trung thân thì bao giờ cũng vậy trên nguyên tắc là phạm nhân mà uh, thi hành kỷ luật tốt uh, vân vân tích cực hoạt động vân vân thì vẫn có thể được được, được, được giả, giảm án thêm nữa trời ơi, cái vụ Tân Hoàng Minh là quá trời anh sáu ngàn người sáu ngàn người đi dự cái phiên tòa sáu ngàn người là trời mưa sáu ngàn người tổng cộng số người á đó, đó, là sáu ngàn sáu trăm ba chục thì sáu ngàn người tham dự hơn sáu ngàn người từ sáng sớm là xếp hàng vô xong đầy nghẹt luôn yeah. anh thấy á, cái phòng xử nào mà sáu ngàn thì nhớ nó lấy chia làm hai ba phòng rồi, rồi ngồi coi bằng uh, màn hình chứ đâu có cái phòng xử nào mà chứa được sáu ngàn người dạ thưa với anh thì cái vấn đề tường trình thì uh, vấn đề như vậy anh uh, tình hình uh, về ở bên uh, ở ukraine với cho, do, do thái thì vẫn làng nhằng như từ xưa giờ chúng ta nghe uh, có cái vấn đề là ông uh, thủ tướng do thái thì nhất định đánh uh, cái, cái 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 phần đất cuối cùng ở phía nam cái gaza ngay giáp với lại ai cập đó, để mà tiêu diệt hoàn toàn cái đám hamas nhưng mà Uh, Tổng thống Mỹ thì cho rằng là vì trước đây đã dồn dân xuống phía Nam rồi, bây giờ mà đánh nhau ở đó lớn quá thì rất nguy hiểm, thì yêu cầu Do Thái phải có những cái biện pháp uh, giữ an ninh. Cho nên là Thủ tướng uh, Netanyahu với lại Tổng thống Joe Biden có vẻ là không có bằng lòng nhỏ lắm trong vấn đề này. Đó, nó có cái chuyện như vậy. Còn Ukraine thì tình trạng cũng uh, uh, khá nguy ngập. Dạ, chính bộ trưởng quốc phòng uh, cũng mới đây cũng công bố Austin đó, tuyên bố là tình hình của uh, Ukraine khá nguy hiểm tuy nhiên uh, trong giai đoạn này là giai đoạn mà EU và uh, NATO cả hai đều đang lên tiếng ủng hộ Ukraine rất là mạnh mẽ uh, và đang xúc tiến những cái vấn đề về vấn đề mua đạn uh, đại bác và thứ hai nữa là các cái máy bay không người lái thì uh, có nước ở uh, dường như là năm tư đứng ra. À, tôi có thể uh, tìm mua cung cấp được uh, cả 800 ngàn cho tới 1 triệu viên đạn 155 ly uh, và uh, cái loại 152 ly. 152 ly là loại súng uh, thời của Liên Xô anh tiêu chuẩn Liên Xô, còn 155 ly là tiêu chuẩn của Mỹ, uh, của Âu châu. Thành ra nói là có thể kiếm ra được cả hơn 1 triệu viên đạn. Tuy nhiên là bây giờ nước nào bỏ tiền. Đó thành ra uh, chứ không phải là thiếu sản phẩm mà có thể kiếm mua ra sản phẩm nhưng mà bây giờ ai bỏ tiền thì bên kia nói là tôi sẽ đứng là tôi lãnh cái việc mà thu mua thôi chứ còn bây giờ tiền thì yêu cầu các nước đóng đó, thành ra uh, cái việc mà cứu giúp với cho Ukraine thì có thể nó hơi chậm nhưng mà nếu có được cái sự đóng góp đó, đó thì cũng coi như được một nửa rồi được một nửa rồi còn vấn đề đối với Mỹ thì để chờ thôi chứ chờ quyết định của quốc hội mỹ thôi thì cái vấn đề của mỹ thì nó có nhiều cái căng thẳng nội bộ lắm à, ông tâm thì ông chủ trương là không thành ra bây giờ cái ông johnson đó, ông chủ tịch hạ viện thì cũng không thể thỏa thuận giống như ông trước thỏa thuận giống như ông trước là nó chất sợ như vậy đó thì vấn đề nó khó khăn ở chỗ như vậy ok anh rồi rồi anh có ý kiến gì thêm không